Hello mọi người, hôm nay thì mình làm cái clip này để thông báo cho mọi người một cái tin là mình cũng cũng đợt vừa rồi cũng đang có một chút thay đổi và cũng một chút việc riêng, nên là mình cũng mấy ngày rồi không làm cái clip để cho các bạn xem trên YouTube. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để thông báo cho mọi người một tin là mình cũng sắp sang Buriram, nơi mà Xuân Trường đang ở đó tập luyện và thi đấu. Thì mình sang đó thì từ ngày 24 đến ngày 9 tháng 6. Ngày 24 sang để mình làm cái sự chuẩn bị và cái trận đấu giữa Buriram và Mường Thông United tại Thái Lịch. Trong khi đó thì mình ở lại đến ngày 9 tháng 6 để mình tác nghiệp luôn cái giải đấu King Cup 2019 mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự. Thì trong cái chuyến đi lần này thì mình sẽ làm rất là nhiều clip khác nhau và up lên kênh YouTube như thường lệ. Thì thêm vào đó là cái series chương trình Working Test thì cũng sẽ được tiếp tục với cái hành trình tại Buriram. Rất mong là mọi người sẽ ủng hộ. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đang chuẩn bị hành lý. Đấy. Nói chung là cũng đang sắp xếp đồ đạc và cũng chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên sang đến Buriram, còn Thái Lan thì mình đã đến rồi. Thì nó sẽ có rất là nhiều những thứ thú vị mà mình cũng chưa bao giờ mình trải nghiệm tại đất nước tại thành phố Buriram. Được biết thành phố Buriram có cái biệt danh là thành phố hạnh phúc, cho nên là hy vọng là mình sang đó thì cũng kiếm được một chút niềm vui, niềm hạnh phúc từ thành phố Buriram, đúng không ạ? Lần này mình sang thì mình sẽ có mang thêm một số những cái áo của đội tuyển Việt Nam, áo của Lương Xuân Trường, và mình sẽ cố gắng là xin được chữ ký. Bên cạnh đó là cũng có những cái buổi tác nghiệp, sẽ cố gắng là phỏng vấn, sẽ cố gắng là quay, là chụp, đó là rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Thì rất mong là mọi người sẽ ủng hộ trong cái hành trình sắp tới của mình. Tối nay, hôm nay là ngày 23, thì tối nay là mình sẽ có chuyến bay từ Hà Nội đến Bangkok. Bởi vì Buriram thì không có đường bay thẳng từ Hà Nội, cho nên là mình sẽ phải bay transit và bay từ Hà Nội đến Bangkok, sau đó ngủ tại Bangkok một đêm và bay từ sáng hôm sau sẽ bay từ Bangkok sang Buriram. Thì tối nay mình sẽ đến có mặt tại Bangkok và sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh tiếp theo. Xin chào.